hoàn thiện được 90%. Còn mặt inox nữa, mặt trên inox như là mặt sau inox đó là hành tẩm. Này là bản liền hàng 28 cây, ít là 6/5 lá hàng công ty. Nói chung là sang năm là mình sẽ làm cái này nhiều nha. Còn cặp dạng mình là cái này. Đây là xe của khách đặt bán xôi. Nói chung là ban đầu cũng đặt mình một chiếc, giờ lên 5-6 chiếc, hiện tại bây giờ là lên xe lôi luôn. Đây, nói chung là soi ngon, sáng là khoảng 9-10 giờ là xong xẻ hết trơn rồi. Mai mốt mấy anh em cần thì cứ đặt bên đây. Nói chung mình nói cái gì nói chứ, uy tín là trên hết rồi. Chỗ nào uy tín là mình giới thiệu à. Rồi, cảm ơn anh em nha. Okay.